Hình ảnh mới nhất của nữ ca sĩ Thủy Tiên khiến nhiều người đồn đoán. Thời gian gần đây, ca sĩ Thủy Tiên đã có những hành động cho thấy sự trở lại của hoạt động nghệ thuật. Sau thời gian dài tạm thời gác lại các hoạt động nghệ thuật vì ồn ào liên quan tới tiền từ thiện, ca sĩ Thủy Tiên đã có động thái cho thấy cô đang chuẩn bị trở lại với các lịch trình trong giới giải trí. Cụ thể, hôm 20 tháng 12 năm 2021, trên trang fanpage chính thức của mình, nữ ca sĩ đã chia sẻ những hình ảnh đang tập luyện trong một chương trình nghệ thuật. Trong hình, giọng ca giấc mơ tuyết trắng mặc áo lửng khoe vòng eo thon thả và chăm chỉ tập những động tác mạnh mẽ dứt khoát. Mới đây, mạng xã hội lại xuất hiện đoạn trailer về một chương trình ca nhạc mừng năm mới có sự tham gia của ca sĩ Thủy Tiên. Mặc dù chỉ xuất hiện vài giây, nhưng qua hình ảnh có thể thấy nữ ca sĩ diện trang phục tông màu đỏ, cùng với đó là vũ đạo múa quạt khiến nhiều người đồn đoán chương trình âm nhạc này sẽ là bước đệm để Thủy Tiên trở lại sân khấu sau khoảng thời gian dài vướng vào lùm xùm từ thiện. Năm 2021 vừa qua, cũng giống như nhiều nghệ sĩ khác từng kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung, năm 2020, ca sĩ Thủy Tiên cũng bị dân mạng yêu cầu chứng minh sự minh bạch của mình. Hiện tại cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận cuối cùng. Chính vì vậy, mọi thông tin về ca sĩ Thủy Tiên luôn nhận được sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.